Chào thầy và các bạn, hôm nay em sẽ làm bài tập số 8, viết và mô phỏng chương trình nhập dữ liệu từ 0 đến 9 từ ma trận phím hiển thị lên dòng 1 của LCD. Khi nhấn phím A thì nó sẽ sắp xếp chuỗi dữ liệu đã nhập theo thứ tự tăng dần và hiển thị ở hàng 2 của LCD. Thì như mỗi khi, việc đầu tiên em làm là sẽ vẽ mặt nguyên lý. Về mặt nguyên lý thì theo đề bài mình có sử dụng một cái ma trận phím gồm từ 0 cho tới 9 và một cái phím A. Thì ở đây em chọn cái ma trận phím là 4x4, có các số, các ký tự nó sắp xếp như hình vẽ. Và một cái LCD có ít nhất 2 hàng thì ở đây em chọn LCD 16x2. Về kết nối thì cũng tương tự như ở bài 7 thì em nối đất cái chân VSS và cấp nguồn cho chân PDD. Chữ VE thì nói với biến trở để điều chỉnh độ tương phản của màn hình so với cái nội dung hiển thị. Các chân tín hiệu thì em nói với bọt E. Các chân dữ liệu thì em nói với bọt D. Và ở đây em chỉ sử dụng 4 bit cho nên chỉ nói ở các chân D4, D5, D6, D7. Với ma trận phím thì ở đây em mặc định cho nó ban đầu là các hàng các cột đó là bằng 1. Khi có cái tín hiệu nhấn nút thì nó sẽ mới nhận tín hiệu là 0. Cho nên em nói thêm ở đây một cái biến trở treo. Ở điện trở treo và cái ma trận phím này em kết nối với bọt B của IC. Ngoài ra em có dùng thêm một cái nút nhấn reset để khi mà sắp xếp xong các dữ liệu gì đó thì mình bấm cái nút này để cho nó xóa màn hình, mình bắt đầu lại từ đầu. Ở đây em nói thêm thạch anh vì sử dụng dao động ngoại và có nói thêm các tủ lọc để mạch hoạt động ổn định hơn. Tất nhiên là phải nói thêm cấp nguồn cho chân VDD và nói đất chân VSS. Về lưu đồ thì đầu tiên mình sẽ chọn các thư viện mình sẽ sử dụng, sau đó cấu hình cho các chân, cho các linh kiện theo cái sơ đồ nguyên lý ban đầu và khai báo các biến. Sau đó mình kiểm tra xem cái mã phím này nó có đang nhấn các phím có giá trị từ 0 cho tới 9 hay không. Nếu có thì mình sẽ cập nhật cái dữ liệu vừa nhấn vào cho cái chuỗi tên là hàng 1, rồi mình sẽ hiển thị cái chuỗi hàng 1 này lên hàng 1 của LCD. Sau đó mình quay lại mình tiếp tục kiểm tra xem có đang còn nhấn thêm các phím nào từ 0 tới 9 hay không. Nếu có thì cũng cứ tiếp tục cập nhật cái dữ liệu mới cho cái chuỗi hàng 1 này và hiển thị lên hàng 1 của LCD. Cứ như vậy cho đến khi nào mình nhấn cái phím 10, tức có nghĩa là phím A, thì mình mới bắt đầu sao chép cái chuỗi của hàng 1 này, sao chép cho cái hàng 2. Sau đó mình so sánh các phần tử, so sánh rồi sắp xếp lại các phần tử của cái chuỗi trong cái chuỗi hàng 2 này theo thứ tự tăng dần, rồi cho hiển thị cái chuỗi hàng 2 này lên trên hàng 2 của LCD. Sau đó mình kết thúc chương trình. Với trường hợp nếu như mình không nhấn phím A thì mình sẽ tiếp tục kiểm tra xem các phím có đang nhấn từ 0 đến 9 hay không. Vì theo đề yêu cầu chỉ là khi nào mình bấm phím A thì nó mới tiến hành cái việc sắp xếp và hiển thị lên hàng 2. Nên ngoài các phím từ 0 tới 9 và phím A ra thì chương trình gần như sẽ không làm gì hết mà chỉ làm cái việc là kiểm tra các phím, quét các phím cho đến khi được sắp xếp xong và kết thúc chương trình. Về viết code thì em làm theo cái hướng dẫn của thầy là sẽ viết một cái chương trình, một cái file C khác nơi đặt tên cho nó là thư viện. Thì trong cái thư viện này chủ yếu nó chứa một cái chương trình con tên là Key 4x4 phục vụ cho cái việc mình viết code trong cái chương trình chính của mình. Thì trong cái chương trình Key 4x4 này, một cái chương trình để mình lấy được cái giá trị của mã phím ra. Thì đầu tiên mình muốn lấy được mã phím thì mình phải quét phím. Thì cái chương trình quét phím này em sẽ giải thích sau. Thì mình quét phím, mình kiểm tra xem có phím nào nó đang được nhấn hay không. Nếu như phát hiện cái mã phím này nó khác với 0xFF, nghĩa là có cái phím mã phím nó đang được nhấn đó, thì mình sẽ delay trong cỡ 5-10 mili giây gì đó để mình chống dội, rồi cái mình mới bắt đầu mình quét phím lại lần nữa, rồi mình lại kiểm tra lần nữa xem lần này nó có chắc chắn là cái phím nào đó đang nhấn hay không. Nếu có thì trong lúc cái mã phím này nó đang được nhấn thì mình sẽ tiến hành quét phím lần nữa để liên tục cập nhật cái mã phím cho đến khi nào mình buông ra. Tức có nghĩa khi mã phím nó bằng 0xFF thì nó sẽ ngừng cái quét phím này. Thì khi mình buông ra rồi thì cái mã phím lúc này nó sẽ lại là bằng 0xFF. Để lưu lại cái giá trị không mã phím ban đầu hồi nãy bị nhấn thì mình cần phải lưu cái mã phím này bằng một cái mã phím tạm.
Rồi sau khi mà mình buông ra bằng không biết F thì mình còn lưu lại cái mã phím tạm này, thì mình gán lại cái mã phím này bằng cái mã phím tạm. Như vậy cái đoạn trên này là mình là chống dội này. Rồi thứ này là mình sẽ bắt đầu mình lấy lại ra cái mã phím đã được nhấn. Như vậy là mình sẽ có được cái mã phím sau khi chạy cái chương trình con key 4x4. Về cái chương trình con tên là web phím thì nó trông như thế này. Do thầy có nói là nếu như mình mô phỏng trên Rotate mà mình sử dụng kiểu quét mà dùng lệnh output bọt B, cái bọt mà mình kết nối với ma trận phím, thì nó sẽ bị xung đột. Bởi vì ở đây nếu như cái dùng cái lệnh output B đó, thì tất cả các chân ở bọt B này nó sẽ bị ép trở thành các cổng output, và trong khi đó mình đang kết nối ở hàng A, B, C, D này nối với chân RB0, B1, B2, B3 dùng để nhận các tín hiệu nhấn phím vào, thì nó là các chân input. Chỉ có các chân ở các đường 1, 2, 3, 4 này là dùng để quét thì nó mới là output. Thì khi nếu như mình quét theo cột, mình dùng cái lệnh output B, cái mã của cái cột 1, cột 2, cột 3, cột 4 này khiến cho các chân ở đường ABCD này cũng trở thành output, nó sẽ gây xung đột. Nên thầy có hướng dẫn lại là sẽ sử dụng các lệnh output 2, output low để điều khiển riêng lẻ từng chân này. Thì quay lại code, thì để quét cột mà tránh dùng cái lệnh output bọc B thì mình sẽ dùng cái lệnh output low và output 2. Chương trình quét phím của mình ban đầu thì mình cho cái mã phím nó là không biết FF, nghĩa là không có nhấn cái nút nào hết. Thì mình bắt đầu mình quét là theo cột, cột từ 0 cho tới cột 3. Thì mình dùng cái switch cột để mình kiểm tra các trường hợp theo cột. Với trường hợp đầu tiên thì cột đầu tiên của em tương ứng với lại là chân B4, nên em cho cái chân này nó low, nghĩa là tín hiệu là dạng output. Và mình sẽ tìm, mình quét, mình tìm hàng. Thì cái chương trình tìm hàng này thực chất chỉ là kiểm tra xem nếu như cái chân, so sánh xem cái chân mà B0 này bằng 0 á, nghĩa là được nhấn, mình sẽ cho giá trị của cái biến hàng này sẽ bằng 0. Còn nếu như phát hiện ra cái chân B1 này, cái hàng B1 này có nhấn thì sẽ cho hàng bằng 1. Tương tự hàng bằng 2, hàng bằng 3. Đấy, thì mình sẽ dùng cái chương trình tìm hàng này để mình kiểm tra xem cái hàng nào nó đang được nhấn. Mình tìm hàng xong rồi thì mình có cái giá trị của hàng xong rồi thì mình sẽ output 2 trở lại, mình trả lại cho cái chân B4 này trở lại ở dạng tín hiệu là input. Sau đó mình break, nghĩa là nếu như mình phát hiện ra ở cột 1 này có bất kỳ cái hàng nào nó đang được nhấn thì nó sẽ thoát ra luôn. Tương tự các trường hợp tiếp theo thì kiểm tra cái cột thứ 2 tương ứng với lại là chân B5, tương tự các trường hợp khác. Thì sau khi mình có cái giá trị của hàng nó khác với không biết FF, có nghĩa là tất cả các hộp này nó phát hiện ra có một cái hàng nào đó được nhấn, thì cái mã phím ở đây nó sẽ được tính bằng cái công thức là cái cột nhân cho 4, giá trị của cột nhân cho 4 rồi cộng cho hàng. Như vậy là mình sẽ có được cái giá trị của mã phím. Sau khi viết code xong hết rồi thì mình kiểm tra lại các biến mình đã sử dụng và bổ sung khai báo cho nó đầy đủ. Xong rồi cái mình save cái bài này lại. Rồi mình mở một cái file C khác ra để mình viết cái chương trình chính của bài 8. Thì ở file này thì mình cũng khai báo cái thư diện 16F887, khai báo thạch anh, tần số của hàm delay như mọi khi, và kèm theo cái dòng này là để gọi cái tên của cái file C hồi nãy mình dùng để lưu các chương trình con, trong đó chứa cái chương trình key 4x4. Rồi mình cũng cấu hình các chân theo cái sơ đồ nguyên lý, cái thư viện LCD có sẵn của 16F887. Rồi khai báo các biến gm chuỗi, tên là hàng 1 gồm 16 ký tự, ban đầu là em cho nó là các khoảng trống. Hàng 2 cũng vậy, 16 khoảng trống. Các biến sử dụng trong chương trình EKG và tạm. Rồi chương trình chính thì em sẽ set treat cấu hình các bọt D, E. Hai bọt này là của LCD. Bọt B là do mình sẽ điều khiển riêng lẻ từng chân nên sẽ không cấu hình bọt B. Rồi lệnh LCD init để mở đầu cho các lệnh liên quan tới LCD. Thì vào cái chương trình của mình, dùng lệnh khi dùng chương trình con khi 4x4 hồi nãy để lấy cái giá trị mã phím ra. Rồi mình bắt đầu mình so sánh cái giá trị mã phím này. Nếu nó khác không XFF, tức có nghĩa là đang được nhấn một phím nào đó, thì mình sẽ kiểm tra xem đó là đang nhấn cái phím nào. Nếu phím đó là nằm trong khoảng từ 0 tới 9 thì mình bắt đầu mình tiến hành cập nhật dữ liệu cho cái mảng hàng 1 với phần tử từ 0 cho tới 14, phần tử trước
sẽ bằng phần tử sau một đơn vị. Riêng tới phần tử thứ 15 của mảng hàng 1 sẽ bằng cái mã phím, giá trị của mã phím và cộng với 0x30 để quy về cái mã hexa tương ứng số thập phân của cái mã phím này. Tôi tiến hành hiển thị dữ liệu của mảng hàng 1 bằng lệnh LCD Go To XE từ vị trí cột 1 của hàng 1. Sau đó mình kiểm tra xem coi có nhấn phím 10 hay không, là phím A. Nếu có thì ta bắt đầu tiến hành sao chép dữ liệu của hàng 1 sang hàng 2, rồi bắt đầu sắp xếp so sánh hai cái phần tử K và Y. Với K bằng 0 thì Y sẽ bằng K cộng 1, tức có nghĩa K là phần tử đứng trước, Y là phần tử đứng sau. Với trường hợp phần tử đứng trước đang bằng 0 thì ta sẽ xét 15 phần tử còn lại, nghĩa là Y chạy từ 1 cho tới 15. Mình sẽ so sánh 15 phần tử này so với phần tử K đầu tiên. Nếu phần tử K này lớn hơn cái vị trí Y, cái phần tử Y, thì mình sẽ đổi chỗ hai vị trí này bằng cách gán cho cái vị trí K này tạm vô biến tạm và thay cái vị trí K này bằng vị trí Y, còn vị trí Y này sẽ bằng cái vị trí tạm hồi nãy. Cứ như thế mình cho lặp 16, 15 lần tương ứng với mình so sánh cái phần tử 0 này với 15 cái phần tử phía sau. Sau khi đã so sánh xong 15 phần tử này thì mình tiếp tục kiểm tra cái phần tử K tiếp theo, lúc này sẽ là K bằng 1, cũng lại tiếp tục lấy cái phần tử đó đi kiểm tra với 14 phần tử còn lại. Nếu phát hiện ra là nó lớn hơn cái phần tử đang so sánh đó thì mình sẽ đổi chỗ, còn không thì mình cứ bỏ qua cho đến khi K chạy xong hết, cho tới phần tử thứ 14 so sánh với phần tử thứ 15. Và so sánh xong thì mình hiển thị cái nội dung sau khi sắp xếp này xong lên cái cột đầu tiên, bắt đầu từ cột đầu tiên của hàng thứ hai. Và em cho các lệnh kiểm tra nút nhấn này nó nằm trong cái vòng lặp while loop để nó luôn kiểm tra cái nút nhấn. Về mô phỏng thì đầu tiên em dùng phím tắt B để mở thư viện và chọn các linh kiện. Đầu tiên là chọn PIC16F887. Sau khi chọn xong linh kiện thì em sẽ bắt đầu vẽ. Đối với ma trận phím này mình muốn sửa lại cho giống với mình hình mình vẽ thì mình sẽ nhấp chuột phải vào và chọn Decompose và nhấp vào các số này. Sau khi mình tạo xong rồi thì mình sẽ make device. Mình sẽ sửa lại tên. Sau đó mình vào thư viện, mình đã có cái nó ở đây thì mình sẽ bắt đầu mình vẽ. Như vậy em đã làm xong. Em đã làm xong bài tập số 8. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.